Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách trồng nghệ trong thùng xốp. Thì đầu tiên mình chọn giống, các bạn mình chọn những cái củ giống nó không có bị chày xước ha. Rồi mình chọn những cái nhánh các bạn, vừa có củ cái và vừa có cái củ tai luôn. Đây là cái củ cái nè các bạn, đây là những cái tai của nó. Đây là củ cái nè, này là những cái tai nè. Rồi bây giờ mình sẽ đem ươm ủ vô cái thùng xốp này các bạn. Bây giờ mình cho một lớp rơm vào đây. Bây giờ mình đặt những cái nhánh nghệ lên trên cái lớp rơm này. Mình sẽ cho một lớp rơm ở phía trên. Xong thì mình đem mình để chỗ mát các bạn. Sau khi mình thấy rơm nó khô thì mình tưới ẩm cho nó. Hôm nay nghệ của mình ươm được một tháng rồi các bạn, thì hôm nay nó mọc mầm lên nè. Hôm nay mình trồng vào đất, mình trồng vào thùng xốp. Mình trồng nguyên một nhánh vậy luôn nè các bạn. Rồi mình chuẩn bị đất với phân để trồng nghệ. Thì đất thịt gồm có 40%. Cái này cháu sống cho cháu với phân bò đậu hoai mỗi thứ 20%. Rồi mình cho thêm cái nấm Chico Đà Ma các bạn. Trộn đất với phân xong rồi các bạn. Ngày hôm nay mình trồng vào cái thùng xốp này. Cái thùng xốp này có cái chiều dài là 60 cm, chiều ngang là 45 cm và chiều cao là 30 cm. Thì mình đục những cái lỗ ở phía dưới các bạn cho thoát nước tốt ha. Cái thùng xốp này mình trồng một nhánh thôi các bạn. Rồi mình cho đất vào đây một lớp khoảng 25 cm. Thank you.
Bây giờ mình trồng cái thùng xốp này một nhánh này thôi các bạn. Mình trồng sâu xuống khoảng 5 cm. Rồi sau đó mình lấp đất lên. Mình phủ lên phía trên một lớp rơm mỏng rồi. Hôm nay cây nghệ trồng vô cái thùng xốp được 85 ngày rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ xới rồi mình vuông gốc bón phân cho cây nghệ. Mình sẽ dùng một phần đất thịt các bạn, một phần phân bò đã ủ hoai, một phần cho cháu. Với mình cho thêm cái này phân gà dạng viên nén nè các bạn. Thì phân này các bạn có thể mình bón một tháng một lần cho cây nghệ ha. Mình lấy cái dao các bạn mình xới. Nghệ trồng trong thùng xốp hôm nay được hơn 7 tháng rồi các bạn. Thì hôm nay cái bụi nghệ nó lụi tàn hết rồi đó các bạn. Cây nó khô hết rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ thu hoạch.
nghệ này ở trong miền Nam các bạn, thì mình trồng vào đầu mùa mưa ha, khoảng tháng 4, tháng 5 âm lịch. Để nghiêng các bạn. Nghệ này cũng dễ trồng các bạn. Nó dễ trồng hơn rừng, nó ít bị bệnh hơn rừng. Mình sẽ tiếp tục đào trên cái thùng xốp này luôn ạ. Một thùng xốp được nhiêu đây nè các bạn, một bể lớn luôn. Rồi. Rồi còn cái này là cái thùng xốp đầu tiên nè các bạn. Thì video chia sẻ cách trồng nghệ trong thùng xốp của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.